Wow. Chào các bạn đến với kênh của Tuấn. Hôm trước thì mình cũng đã review cái máy làm bánh này cho các bạn xem rồi. Nhưng mà mình chỉ kẹp sandwich bằng cái khuôn này thôi nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ đi làm bánh hình ô vuông này. Làm bánh đao nao này và làm bánh hình cá. Cho các bạn xem thử nó có hiệu quả hay không nhé các bạn. Đây là bột làm bánh mình cũng đã chuẩn bị sẵn. Bây giờ mình sẽ tháo cái khuôn sandwich này ra, mình lắp các loại khuôn kia vào. Rồi bây giờ mình sẽ đổ cái bột làm bánh này vào. Rồi bây giờ mình sẽ đậy lại. Bây giờ mình sẽ mở lên xem thử bánh nó như thế nào. Nếu chưa chín thì mình gà lại nhé. Wow. Đây cho các bạn xem. Đấy, bánh nở rất là đẹp luôn các bạn. Khuôn này khuôn trong dính cho nên là không có dính khuôn gì cả. Đây. Bánh chín rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và nướng bánh như cũ nhé. Chờ khoảng 3 đến 5 phút nhé các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ dở bánh lên xem thử nó như thế nào nhé các bạn. Wow. Ồ, bánh nở cực đẹp luôn các bạn. Đấy các bạn cũng có thể thấy là bột nó trái đều. Rất là đẹp luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chờ nó nguội một tí, sau đó mình sẽ lấy nó ra nhé các bạn. Bởi vì nó có cái lớp dầu cho nên bây giờ mình sẽ lấy nó ra luôn nhé các bạn. Đấy, lấy ra khá dở luôn. Đây là bột mì cho nên nó rất là dẻo. Thì nó cũng còn hơi dính khuôn một tí nhé các bạn. Cái này thì mình có thể tháo ra đi vệ sinh, không có sao cả. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm cái khuôn đao nao này. Xem thử nó như thế nào. Khuôn cuối cùng nhé các bạn. Wow. Cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ vớt nó ra dễ luôn nhé các bạn. Đấy. Nếu các bạn muốn không có dính khuôn thì cho dầu nó nhiều nhiều một tí nhé các bạn. Lúc đầu thì mình cho dầu hơi ít quá, nó cũng còn hơi dính. Khuôn đây thì hầu như không có dính khuôn nhé các bạn. Mấy cái này thì bột nó rơi ra ngoài. Đấy các bạn, sau khi làm bánh thì các bạn cũng có thể thấy khuôn như thế nào nhé. Khá là xịn và khá là tốt luôn các bạn. Đây là khuôn hình cá này. Bánh nở rất là dày và rất là thơm luôn. Đấy, khá là đẹp. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì đừng quên cho mình một like đăng ký nhé các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video và clip tiếp theo. Bye bye.